Zalo xin mến chào các bác và rất vui được gặp lại các bác trong video clip này. Và rất nhiều các bác biết rồi, nói đến AR3 thì chắc chắn là chúng ta phải biết đến là cái trung âm, cái chất trung âm của nó hay, đúng không ạ? Ngọt ngào, có độ nhựa, độ quyện, và đặc trưng của những dòng AR3 thì các bác biết rồi. Nhưng không phải ai sử dụng AR3, sử dụng AR3 cũng biết điều này. Đó là nhiều khi chúng ta không để ý rằng là cái tiếng trung âm của nó kém đi mà chúng ta không biết. Vậy thì lý do nguyên nhân nó tại sao nó lại kém đi, thì hôm nay video này Hoàng Gia sẽ chia sẻ với các bác chúng ta cách chúng ta có thể phục hồi lại để làm sao được cái chất âm trung âm nó ngọt ngào, nó thoát hơn một tí. Trước mắt của các bác đây là một cặp loa AR3 bánh bò. Thì cái cặp AR3 bánh bò thì các bác biết rồi, trung của nó có thể là trung hở, có thể là trung nổi, đúng không ạ? Trung hở, cầu nổi, nói chung là tóm lại là AR3, nhất là dòng bánh bò. Thì em sẽ hướng dẫn các bác, bởi vì đây các bác để ý rằng này, nó sẽ có một cái lớp sắt đây, đúng không ạ, bọc cái này, đúng không ạ? Thì trước khi vào cái hướng dẫn ấy, thì em chia sẻ với các bác như sau. Cái này thì không phải bên nào người ta cũng chia sẻ cái vấn đề này, nhưng mà em sẽ chia sẻ với các bác để chúng ta tự nhìn nhận, đánh giá khách quan với cái cặp loa chúng ta đang nghe. Tất nhiên là chúng ta phải nghe và chúng ta phải cảm nhận được là nó đang có chung hay không, hay nó ít chung, hay là nó nhiều chung, hay là nó không có chung, hay nó ra tép. Thì những cái cặp loa mấy chục năm như này ấy, thì các bác để ý rằng này, những cái viền keo trắng này này, khi đây là loa chung đúng không ạ, đây là loa tép đúng không ạ, thì cái loa chung này khi loa nó nói thì nó phải có sự dao động, đúng không ạ, nó phải thụt lên thụt xuống, nó gọi là dao động đó. Cái dao động nó chúng ta có thể mắt chúng ta không nhìn được, nhưng theo nguyên tắc nó phải có dao động. Thì cái đất không phải, đây là cái keo trắng này, các bác nhìn này, bất kỳ một con loa là nó đều có cái keo trắng này đấy, keo trắng hay keo đen thì tùy từng cái năm sản xuất và tùy theo cái thủ công, vì đây là loa làm thủ công thì thường nó sẽ là keo trắng. Thì các bác cái lâu ngày ấy, cái lớp keo này nó rất là cứng này, đây các bác nhìn này, lớp keo này đấy, nó rất là cứng nhá, nó cứng. Thì khi nó cứng thì nó sẽ bám chặt lấy cái phíp này, thì nó sẽ không có dao động được, nên thành ra nó sẽ không được cái tiếng trung, nó sẽ không có, hoặc nó sẽ không thoát tiếng trung, thậm chí nó không có luôn. Nhiều khi mở ra chúng ta nghe thấy tiếng tép nhiều hơn đấy. Nên là bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì, phải làm sao để cho nó mềm những cái phần keo trắng này, chúng ta phải làm sao nó mềm ra để nó sẽ có dao động các bác nhá. Nó có dao động thì tiếng trung nó sẽ hay hơn. Thì em sẽ làm một chiếc thôi, sau đó em sẽ so sánh với các bác với cái chiếc này em sẽ không làm, em để nguyên theo đúng nhà sản xuất là chưa đụng chạm gì, tức là mấy chục năm nó vẫn nguyên như thế. Cái này em sẽ làm thì em sẽ demo với các bác là sẽ nó có sự khác biệt như thế nào. Tất nhiên là mình nói là mình phải có sự khác biệt, thì bây giờ mình sẽ làm một chiếc và cái chiếc kia mình giữ nguyên, mình không làm, để mình sẽ mở từng chiếc một để mời các bác chúng ta sẽ cùng nghe là nó sẽ khác biệt trung âm như thế nào đấy. Thì trong video ngày hôm nay thì em sẽ hướng dẫn các bác, nếu bác nào đang sử dụng AR3 căng cước thì chúng ta có thể tự làm được. Thì đầu tiên thì các bác phải làm sao để tháo được cái vỏ sắt này ra, đúng không ạ? Cái vỏ sắt là cái bao bọc này, thì có hai cách tháo, thậm chí có thể ba cách tháo. Cách đầu tiên là chúng ta, các bác biết ở đây là ở dưới này là lớp keo, nó giống như keo con chó đấy. Thì cái keo này các bác có thể dùng máy sấy tóc, các bác sấy tóc vào đây, sấy vào đây được chưa? Các bác sấy vào đây thì nó nóng, nó sẽ mềm keo ra, nó mềm keo ra. Hai là bác sử dụng những cái dung dịch như acetone hay gì đó, các bác chấm vào đây là nó cũng thể tan keo được chưa? Nó có nhiều cách, nhưng khi chúng ta tháo thì chúng ta lưu ý, chúng ta tháo thì chúng ta nguyên tắc là chúng ta không được cạy ở cái phần ngoài này đó nha. Cạy phần ngoài là dễ bị cong, nó sẽ cong cái mẹt này, khi lúc sau chúng ta lắp là nó bị cong lên, đúng không ạ? Khi chúng ta lắp là nó cong lên như này là nó đã dở rồi. Thì chúng ta phải gì ạ, cạy dùng một cái banh hoặc một cái gì đó, chúng ta chọc vào cái khe này, chúng ta cạy từ bên trong cạy ra đấy. Ví dụ như nếu mà như em cạy ấy, em sẽ đây, em sẽ cho sát camera để mời các bác nhìn nhá. Đây em sẽ không cạy ở mép ngoài vào đấy đâu ạ, em sẽ cạy từ bên trong để cạy ra, nhấc dần ra đấy, nhấc từ bên trong, nhấc dần ra, thì cái phần bên ngoài này nó sẽ không bao giờ nó bị cong, được chưa? Không bao giờ nó bị cong. Cái phần bên ngoài này chúng ta phải giữ nó phải phẳng nha, khi nằm trên mặt phẳng nó phải phẳng, thì nếu nó cong thì chúng ta phải nắn lại, đúng không ạ? Đấy, đặc trưng nó là như thế. Thì chúng ta lưu ý tháo cái này ra thì chúng ta phải để ý nha, tháo ra là một chuyện, nhưng mà khi tháo ra nó không được cong cái cạnh ngoài này, cái miềm ngoài này, chúng ta không được để nó bị cong. Nếu mà nó cong thì chúng ta đặt lên mặt phẳng, chúng ta đặt lên mặt phẳng bàn ấy. Nếu nó cong thì chúng ta phải nắn lại ngay nhá, được chưa? Rồi, cái này em hướng dẫn nhanh rồi. Tiếp theo là khi chúng ta tháo ra thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ lộ là cái phần như này, đúng không ạ? Đây,
sẽ có một cái lớp keo trắng này, và cái keo này các bác nhìn này, nó rất là cứng này, các bác lấy cái kim loại các bác chọc này, nó rất là cứng. Và các bác lưu ý trên cái loa này nó sẽ có bốn cái phành tròn chấm này, đây là một này, đây là hai này, đây là ba này, đây là bốn này. Nó giống như cái loa tép này, nó sẽ có bốn cái vàng này, chúng ta nhìn này, này được chưa? Thì cái loa này, nó cái loa chung này nó cũng thế, bốn cái cục nồi đây này, bốn góc này, thì các bác tuyệt đối là không được đụng chạm gì vào nó. Đây nó chính là cái bốn cái vị trí chốt để nó giữ giữ cái thằng nón của cái loa nó chung này. Thì chúng ta, nếu chúng ta bây giờ chúng ta bảo dưỡng là chúng ta chỉ được chấm dung dịch vào những cái vị trí, trừ những bốn cái vị trí này ra, được chưa? Trừ bốn vị trí ra là chúng ta không được chấm. Và cái chỗ dây này, cái chỗ dây này, dây này, dây tín hiệu này, dây tín hiệu từ cầu loa này đi sang đây là chúng ta không được chấm này. Đấy, được chưa? Thì bây giờ nó có nhiều cách để chúng ta làm mềm cái keo trắng này ra. Cái cách mà Hoàng Gia hay làm ấy là sẽ sử dụng, thứ nhất là bông với tai này chúng ta phải có này. Các bác mua một cái nọ xăng thơm, là xăng Zippo này. Các bác có thể mua một cái nọ xăng như thế này, nó khoảng 75.000, mua trên mạng rất là nhiều. Đấy, nhưng em mua 75.000 thì các bác mua đâu rẻ thì cũng không quan trọng. Đấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái xăng thơm này, gọi là xăng thơm. Chúng ta sẽ nhỏ cái xăng thơm này vào cái đầu bông. Đấy, được chưa? Nhỏ ướt cái đầu bông đi đúng không ạ? Đấy, đây, chúng ta em đã nhỏ rồi. Sau đó bây giờ các bác sẽ phải chấm. Đấy, chúng ta sẽ, cái đầu bông này chúng ta phải chấm vào đây. Đấy, chúng ta chấm vào đây. Chấm vào cái chỗ, chấm vào cái vị trí vành trắng này này, bôi này. Chúng ta bôi, chúng ta cứ bôi cho nó mềm ra. Đợi một lúc nó sẽ mềm này các bác nha. Đấy, tránh những cái tránh những cái bốn vị trí chốt này các bác nha. Đấy, tránh cái vị trí chốt này là được. Đó, tránh là được, được chưa? Đấy, đó, chúng ta bôi xung quanh này, được chưa? Và chúng ta đợi một lúc, đợi một lúc nữa nên nó mềm ra, nó mềm là đã. Đấy, khi nó mềm là đã nhá, thì chúng ta mới thấy rằng này, muốn biết mềm hay không ấy, thì chúng ta phải, đây, phải có một cái đây, đây là chính là cái này, chúng ta sẽ chọc thử. Cái này nó có lâm châm, nó hút rất khỏe các bác nhá. Chúng ta phải dùng cái gì bằng nhựa đây, dùng bằng nhựa là chuẩn xác nhất. Muốn biết nó mềm hay không thì chúng ta dùng cái nhựa này chúng ta chấm này. Đấy, nói chung là nó chưa mềm đâu, cái này phải từ từ các bạn. Phải dùng 2 3 lượt, chấm 2 3 lượt trở đi để nó mềm cái keo ra. Khi đó chúng ta, nếu chúng ta thấy cảm nhận nó mềm rồi ấy thì khi đó chúng ta sẽ lắp vào âm ly, chúng ta mở nhạc, mở to to lên một tí để cho nó có sự dao động mạnh. Nó dao động mạnh lên thì nó sẽ thoát cái tiếng chung các bác nhá. Đấy. Thì cái cách làm nó là như thế. Được chưa ạ? Các bác có thể tự làm được, không phải mang ra hàng mà tiệm làm gì cả. Và cái này thì cũng rất ít bên người ta chia sẻ với các bác lắm. Nên là em thì em biết cái gì em sẽ chia sẻ với các bác để các bác tự làm. Đấy. Thì và đầu tiên thì các bác sẽ kiểm tra lại cái loa của chúng ta là cái tiếng chung nó có nhiều hay không, hay nó toàn là tiếng tép. Nếu mà giải cao nó nhiều mà giải chung nó ít ấy, thì chúng ta phải vệ bảo dưỡng cái này ngay. Vì nói chung là con nào cũng bị thôi, bởi vì là những cái này nó mấy chục năm rồi thì không có con nào nó mềm được đâu ạ. Đấy, thì em nghĩ là nó sẽ là phải làm thôi, tất cả những dòng loa đều phải làm cả. Đấy, thế này thì chúng ta làm thì cái cách làm thì em đã hướng dẫn rồi, thì các bác cứ làm như thế thôi các bác nha. Đấy, chúc các bác là làm xử lý được thành công và tự làm được, và chúng ta tự trải nghiệm được, không cần mang là thợ. Cảm ơn các bác, và nếu thấy video hay thì các bác cho giao đâu một cái nút hình ngón tay chỉ lên các bác nha. Xin trân trọng xin chào các bác, và các bác có câu hỏi hoặc là bình luận, các bác có thể bình luận ở phía dưới video nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều, và buổi sau thì em sẽ test, mời các bác chúng ta sẽ nghe thử trung âm của một con đã xử lý và một con còn nguyên chưa xử lý nha. Em sẽ để cái kia để cố tình em xử lý, để xử lý sau, nhưng em sẽ thử cho các bác để các bác thấy là nó sẽ khác biệt hoàn toàn luôn. Đó, cảm ơn các bác, và Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo ạ.